Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại channel của mình. Thì mình sẽ chi tiết một cái Pokemon Fun Max các bạn ơi. Rồi thì nếu mà hôm qua các bạn đã nhận được nhập được hai cái code của mình đã game với phần description đó, thì các bạn sẽ biết rằng các bạn sẽ nhận được hai con Pokemon nha bạn. Đó là một con Shiny Totodile và một con Madros bạn ơi. Thì hai con này nó đều là cái gì nha bạn? Đều là Max AV là 31 nha bạn. Đó, rất là hay chỗ này nha. Đó. À, con thứ ở đây là Shiny luôn nha các bạn, là Max AV 31 điểm luôn nha các bạn. Đó, nhưng mà ở trong này thì mình đã hứa rồi, mình sẽ không chơi những con mà thuộc gen Pokemon truyền thống bạn, mình sẽ chơi những con Pokemon Fun Max để thách thức độ khó của game bạn ơi. Còn bạn nào thích chơi con Shiny Top Fly các bạn cứ chơi bình thường thôi, không gì hết. Đó, bây giờ mình sẽ có một cái sự kiện diễn ra đây. Ồ, cháy nhà các bạn ơi. Mickey này nó kêu là rọi Arthur, nhanh lên. Rồi đã, có chuyện gì xảy ra đây? Một cái đám cháy khác à? Nào. Oh, thằng Arthur có Sukun luôn này. Đây chính là thằng Arthur này, chính là cái người mà mẹ mình kêu tới để gặp nó ở thành phố này để gặp ông ta đó bạn. Đây là bạn cũ của ba mình nữa bạn. Ông này là Arthur, hiện ông ta đang nghiên cứu ở bên bãi biển ở trên đường Râu 2 ông ta. Khi mình là đi theo ông ta để tìm hiểu bạn. Trước tiên đi thì mình phải thay thói quen đó bạn. Vô lục hết nhà dân xem có được cho gì không. Mình là vậy đó. Có gì kiếm được đồ mà còn nhớ sau này cần những cái gì các bạn ơi. Có gì hết nè, Pokemon thôi. Cho một cái Pokédon mà nó được chặn, nó được xài trong cây item luôn thì mình không biết nó là cái gì này. Thường Pokémon là nó nhiều để thoát khỏi trận đấu thôi. Chỗ này thì chưa cho đi nhớ bạn. Thôi mình phải đi theo ông ta tới đường Râu 2 các bạn ơi. Antidote ở đây cũng chưa cho đi luôn. Đây Starlight Beat nữa bạn. Con đây là con chim các bạn. Trong một cái Pokemon Fun Max nè. Đó nó có thể normal phải sấm sét các bạn ơi. Đây là một con chim sấm sét rồi. Đó nó bị tê liệt. Bởi các PT của mình là khi mà đụng giống như Pikachu á, khi mà đụng vào nó sẽ bị gây tê liệt các bạn. Đi.
Đó, đây cũng là một con farm map Pokemon các bạn. Để cho kinh nghiệm nhiều vãi. Như đây là con elite kid đúng không ta? Oh, Cenobon. Đúng rồi, đây là con elite kid. Oh, ông ta hò máu cho mình mày. Đấy, mình nghĩ là các bạn nên sell lại trước khi bắt con đánh con này nha bạn. Thì khi bắt được á, đó mình giờ chúng ta sẽ sell lại trước. Đó, bây giờ chúng ta sell xong rồi chúng ta sẽ vô đánh nó bạn. Ô, đây là một con elite kid hay lửa bạn ơi. Có chỉ ít nè. À, đây chính là những Pokemon nó dạng form Xenon các bạn ơi. Đây những Pokemon dạng form Xenon nè. Các bạn để ý con Elite Kid này nó có dưới thanh máu nó có thêm một cái thanh màu hồng á, tức là nó có tới 2 thanh máu nha các bạn. Chúng ta sẽ bắt nó bạn, về làm cảnh. Tại vì mình đã có một cái mô hay là con sách tơ hay lửa rồi. Giờ mà có thêm một con nữa thì chẻo làm gì. Đó, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng Cenobon. Một quả bóng đặc biệt được thiết kế bởi Aster, dùng để chuyên bắt Pokemon X. Con Pokemon đặc biệt ít các bạn, nghĩa là con này đó bạn ơi, để chuyên để bắt mấy con Pokemon ít này nè. Một con Elite hay lửa các bạn. Đó, đây là Pokemon ít các bạn ơi. Tạm thời cho mình bỏ nó vô PC lựa chọn đàng hoàng các bạn, mình sẽ bỏ vô PC luôn tại vì chưa có chơi. Con này thì thuộc hệ mình không chơi rồi.
Tại có sẵn hơi lửa shutter rồi nên chưa làm gì các bạn. Ông Arthur là người chuyên nghiên cứu Pokemon X các bạn ơi. Đó là những cái Pokemon ở dạng form Xenon á. Đó. Nó nói là nếu mà mình muốn trở thành một người trainer thực thụ á thì mình đề nghị, nó là ông ta đề nghị chúng ta phải thách đấu gym leader ở vùng này. Đó, như các bạn thấy thì ở đây sẽ có một cái gym các bạn. Và mình phải bắt đầu từ đây. Làm thầy đóng tiêu nữa này. Đó mình sẽ cho này cái phòng nghiên cứu của ông ta các bạn. Ông ta thấy được gọi là tiến sĩ trong cái bản ROM này luôn rồi. Được cho hai một quả Cinnabon nữa. Ngon. Vô hỏi xem có ai cho gì nữa không bạn. À, cái quả cái con Pokédon của ông lúc mình nhận là đem về cho nhỏ này hay sao nhỉ? Không ta? Đúng rồi. Để xem cái Pokédon. Đúng rồi, đem về cho ông ta đúng rồi, đem về nhân nhỏ này đúng rồi. Ờ bây giờ trong mày chứ không ai cho gì hết bạn, ngoài cho bóng Xenon ra không ai cho gì nữa rồi. Thôi bây giờ mình sẽ quay về xem khám sức khỏe xong rồi mình vô đánh chiếm bạn. Đó, đây chính là cái con đặc biệt nữa bạn. Đâu, xem như thế nào. Nó đang giữ một cái item mà, không biết item gì thì chưa biết, nhưng mà nó là Stenolith. Để mình lấy cái item nó ra nha bạn. Để lấy ra lại. Đó, xem coi là nó cầm cái item đó là gì. Cái gì ta? Mystical Stone được thiết kế bởi năng lượng của Xenoverse. Nó có thể làm cho Pokemon X có thể tiến hóa. Ồ, là viên đá được thiết kế dành cho để Pokemon X tiến hóa các bạn ơi. Ngon. Đây là dạng như một viên đá tiến hóa mà chỉ dành cho những loại Pokemon X đặc biệt nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ vào đánh gym. Vào đánh gym các bạn. Đây gym chính là trong này các bạn, lúc đầu ông ta chặn nè, giờ mình đi được nè. À, đây là hải cỏ ngon, trời ơi, trúng hệ luôn, cầm trúng starter là ngon lành rồi. Vãi. Trong gym có cái bông hoàng giả. Vậy trưởng. Giờ đi đâu nha? What the heck? Nó chọn đúng ô đường hay sao á? Vãi trưởng thật. Đúng là những cái puzzle trong cái gym thì bản này nó cũng có nha bạn. Chọn đúng đường để đi. Đó, chọn đúng đường thì nó sẽ không gặp Pokemon chặn đường các bạn. Còn nếu chọn sai thì như hồi nãy nó đẩy mình ra lại. Chọn đúng đường sẽ gặp trainer. Hai con mình đang cầm đều là có khắc tinh của cỏ luôn bạn.
mình thấy lửa con chim thì cũng có tuyệt chiêu cũng hay bay luôn, hay không sợ hay cỏ đâu bạn. Đó, đã chọn nó rồi, vãi thật. Nữa lại gặp con quỷ này nữa rồi. Trời ơi, cái puzzle này vãi thiệt. Chỉ chọn, chỉ có một con đường đúng các bạn. Tức là đường đầu tiên sẽ đi bên trái nè. Chọn đúng nè, hồi nãy là mình đi vô ô này, sẽ đi tiếp được lên đây. Hồi nãy là mình chọn ô giữa là không đúng không? Giờ sẽ chọn ô bên trái thử rồi, vẫn là không đúng nha. Đó, nó sẽ có những cái giải đố vậy đó các bạn, nên các bạn cẩn thận để đi. Hôm nay mình sẽ chọn bên tay phải. Đó, đúng đường. Nếu bạn nào chọn Shatter là con hệ nước và hệ cỏ á, đó thì cái con Elixir thì khá hữu dụng với các bạn đó. Ở cái sim này thì con Elixir là chùm mà, nhưng mình là chọn Shatter là hệ lửa rồi nên không cần thiết lấy con Elixir nữa. Đó, bây giờ thì đây là Zimbitter à, dễ thương vậy ta, giống người rừng quá, giống tặc răng quải chưởng. Ba siêu. Giống tặc răng quá các bạn, thân gần các bạn. Chỉ biết đưa ba siêu các bạn. À, đánh giá nhạc khá hay, nhạc nền của Jim đánh. Nó vãi. Cho hồi máu kìa. Biggest Stone. Ôi giời ơi, mà con Biggest Stone hay tỏ đó bạn. Vãi. Trời, sao mạnh vậy? Mạnh vậy friend. Yeah, mày nó bị tê liệt các bạn. Trời 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 tr
Ôi vãi. Vãi thiệt. Má ơi, phát cuối nó còn bị cái gì nữa trời. Phát cuối nó biết thì còn phát à. Vãi thật. Không phải trưởng. Giờ bây giờ đánh lại nữa. Ôi shit. Phát cuối nó biết thì còn các bạn ơi. Căng nhờ. Căng thêm men. Critical đến từ một con speedstone hay cỏ. Vãi lú thật. Lần này quyết không thua. Có được chiêu Thunder Wave. Bây giờ mình sẽ bỏ được chiêu kêu rồi đi. Đó, mình sẽ đổi chiến thuật các bạn. Giờ sẽ lấy con chim ra trước. Để cho gây tê liệt con quỷ Speed Stone đó đã. Đó, mày đụng tao là mày gì bị dính tê liệt liền. Đó, nó bị tê liệt các bạn. Poison giúp hồi máu các bạn, nó không có hồi được cái tê liệt cho mày đâu mày fan. Man, chú hiệu khá đẹp bạn. Ông Master kiếm mình nữa bạn. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng phải tới cái Rosim Island bạn. Tới đảo rồi, mình phải đi tới đảo rồi. Thôi giờ mình sẽ vô đi gặp lại thằng này xem có cho gì không đã. Không gì hết. Về gặp ông Master ở trong phòng thí nghiệm trước. Thì không cho gì hết các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ
xem cái chiếc huy hiệu của mình mày. Đó. Rồi, ok, mình xin kết thúc clip ở đây nha. Hẹn gặp các bạn ở trong những clip tiếp theo. Bye bye.